Cái này cái nuôi bồ công nha bạn, nuôi mật khỉ. Cái này cái đế nó cũng đẹp. Cái đế nó cũng được à. Ngoài xa nó cũng có mấy cọng rễ nhưng mà hơi nhỏ tí xíu thôi. Mình lấy mặt tiền bên đây, lấy gì? Đây. Nù, cái này nù dữ lắm. Một con tầm quái quái, có cái cành đeo cái chỗ này. Ai không thích cái form này chơi form lụm. Nó có thêm một cái đường cắt nữa chơi form lụm nha các bạn. Cắt vô chỗ này, tận dụng này làm cành số 1. Cắt ngắn lại chỗ này, chơi cây lùng. Nhưng mà mình phái cái tầm cao cao nó có cái con này nè. Nó có cây tử đeo ngay chỗ này, nhìn nó mốt mình làm cành nghe đó, nhìn hay hay. Mình chỗ này được 32. Luôn. Cái này có 3 sẹo. Một sẹo chỗ này, một sẹo chỗ này với sẹo ngọn, 3 sẹo. Chủ yếu là sẹo chỗ này nè. Mà cây này gỗ nó cứng lắm nha các bạn, sẹo này không quan tâm lắm. Cũng dễ liền sẹo, cây này chắc, nhìn nó chắc. Cái rễ này. Cây này rễ dữ lắm nha các bạn, nhỏ trong cái chậu ra rễ. Là trồng cát á, rễ dữ lắm, phải cắt tỉa bớt đó. Rễ dữ lắm. Đang kéo thẹo dữ lắm mà. Cái rễ này xưa người ta đục vét nè mà giờ nó kéo thẹo hiểu không? Nuôi bồ công đây đẹp, cái phôi này mốt luôn à, mà cái quái quái cũng đẹp. Ủa một cái cành rớt xuống này này. Lấy cái ngọn lại. Cắt vô cũng được ạ. Giờ xíu lấy cục nụ này cũng được. Phái cục nụ này hơn lấy luôn. Nụ này cũng được. Nụ dưới lấy ngọn cái này là cũng được. Nụ bồ công. Cái này già cây được, cái già cây đế người ta có đục.